Thưa quý vị, sau khi vụ việc ngang nhiên đánh người tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng xảy ra vào chiều qua ngày 5 tháng 5 năm 2022 và được người dân chia sẻ thông tin. Sau một giờ truy xét, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc và bắt đầu xác định bắt giữ được các đối tượng trực tiếp tham gia đánh một người dân khiến người này thương tích. Ban đầu, cơ quan công an đã làm việc với Phạm Văn Tiến, 35 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, người đã tham gia gây gỗ và đánh anh Nguyễn Phước Sang, trú tại quận Cẩm Lệ, bị thương tích. Cụ thể, vào thời điểm trên, Tiến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 43A62592 lưu thông trên đường Ngô Quyền hướng về cầu Sông Hằng. Khi đến ngã tư Phạm Văn Đồng thì va chạm hút vào đuôi xe ô tô do anh Sang điều khiển. Thấy xe bị trầy xước, anh Sang yêu cầu bồi thường nhưng Tiến không nghe và cùng nhóm bạn đánh anh Sang ngay giữa phố, khiến anh không kịp trở tay. Vụ việc đã khiến người dân thành phố vô cùng bức xúc về thái độ côn đồ, manh động của nhóm đối tượng ngoại tỉnh. Làm việc với cơ quan công an, Tiến khai nhận trước đó đã sử dụng rượu bia cùng nhóm bạn nên bản thân nóng nảy dẫn đến hành vi nói trên. Vụ việc đang được công an quận Sơn Trà củng cố hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích và làm rõ các đối tượng có liên quan.